cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu. Theo lời kể của chân phước Anna Katharina Emmerich, băng số 5. Chương 20. Nguồn gốc việc sùng kính các chẳng đàn thánh giá. Đức Trinh Nữ đứng với bà Madalena và ông Gioan trong một góc của diễn đàn đau khổ, không nói nên lời. Khi chứng kiến tất cả cảnh tượng kinh hoàng như đã kể trên và nghe hết những tiếng la hét ồn ào, giờ đây khi Đức Giêsu bị đưa sang Ê-rô-đê, mẹ nài nỉ ông Gioan và bà Madalena đưa mẹ trở lại toàn thể đoạn đường đau khổ mà con Thiên Chúa đã đi qua kể từ khi bị bắt đêm hôm trước. Cả ba đi lại toàn thể các con đường, đến tòa Caipha, đến dinh Anna, và từ đó qua Ufen, đến Gethsemane, trên núi cây dầu. Ở những chỗ Đức Giêsu bị sỉ nhục và bị thương tích, các ngài dừng chân đôi phút trong muộn phiền và thương cảm. Và bất cứ nơi nào Đức Giêsu ngã xuống đất thì Đức Trinh Nữ lại quỳ xuống hôn mặt đất. Bà Madalena vò đầu buồn bã, trong khi ông Gioan nhỏ lệ đỡ người mẹ ưu phiền đứng dậy và đưa người đi tiếp. Đây là nguồn gốc việc sùng kính đàn thánh giá của giáo hội, nguồn gốc việc chiêm niệm sự thống khổ cay đắng của Đấng Cứu Thế ngay cả trước khi người hoàn tất công trình ấy. Mặc dù vậy, ngay khi Đức Giêsu đang đi qua chặng đường vô cùng đau khổ, người mẹ tinh tuyền và vô nhiễm của người trong tình yêu thánh thiện và bất diệt đã tìm cách chia sẻ những đau khổ linh hồn và thể xác của con mẹ và cũng là Thiên Chúa của người, khi tôn kính và than khóc những bước chân của người trên đường chịu chết vì chúng ta và dâng tất cả cho Cha trên trời để cứu chuộc nhân loại. Như vậy, trong mỗi bước chân của Đấng Cứu Thế, Đức Maria đã gom góp tất cả công nghiệp vô cùng mà Người đã dành lại cho chúng ta và đặt trong trái tim xót thương rất thánh của mẹ là kho tàng độc đáo và đáng tôn kính của tất cả mọi ơn cứu độ. Từ đó và qua đó, với tính bất diệt của Thiên Chúa Ba Ngôi, mỗi kết quả và ảnh hưởng của mầu nhiệm cứu độ được hoàn thiện trong viên mãn thời gian được ban tặng cho loài người sa ngã. Từ máu tinh tuyền nhất của trái tim thánh thiện nhất mà Chúa Thánh Thần đã tạo cho một thân thể, và qua hàng ngàn thương tích, thân thể ấy đang tuôn trào hết máu châu báu, là giá mà Đấng Cứu Độ phải trả vì chúng ta. Đức Giêsu ẩn náu dưới trái tim đầy ân sủng đó trong 9 tháng trời. Với tư cách của một trinh nữ vẹn tuyền, Đức Maria đã đưa người vào đời, chăm sóc người, trông nom người, nuôi dưỡng người bằng chính nguồn sữa của mình, để hôm nay trao người cho chúng ta trong cái chết vô cùng tàn nhẫn trên cây thập giá. Cũng như Cha trên trời không miễn cho con duy nhất của mình, nhưng lại trao người cho chúng ta, thì Đức Mẹ, Mẹ Thiên Chúa, cũng không miễn cho hoa quả thánh thiện của lòng mẹ, nhưng đồng ý để người, con chiên vượt qua đích thực, phải bị sát tế vì chúng ta trên thập giá. Tất cả những người công chính xa xưa từ nguyên tổ cho đến linh hồn cuối cùng từng đi vào lòng ông Abraham, hôm nay đã than khóc, cầu nguyện và dâng lễ hy sinh trong trái tim thánh thiện của mẹ Thiên Chúa,
là nữ vương các tổ phụ và ngôn sứ. Cũng vậy, cho đến tận thế, việc sùng kính đàn thánh giá xuất phát từ Đức Maria và qua người truyền lại cho giáo hội cũng sẽ chỉ tùy thuộc vào tình yêu như con trẻ dành cho mẹ. Vì sự sùng kính này quá dồi dào ân sủng, quá đẹp lòng Thiên Chúa, nên một linh hồn sẽ thăng tiến trong đức tin và đức mến đối với đấng cứu độ cực thánh. Một dữ kiện cực kỳ quan trọng nhưng không may lại ít được coi trọng là bất cứ khi nào tình yêu dành cho Đức Maria trở nên nguội lạnh và việc lần chuỗi mai khôi mai một đi, thì sự sùng kính đàn thánh giá cũng tan biến. Phải, ngay cả đức tin trong giá trị vô cùng của máu châu báu cũng tàn lụi. Bà Madalena phiền muộn như điên dại. Tình yêu đối với Thiên Chúa không đo lường được của bà thế nào, thì sự thống hối của bà cũng vậy. Trong tình yêu của bà, khi khao khát trải hồn mình dưới chân người, như đã có lần sức dầu thơm trên đầu người, bà lại thấy giữa bà và đấng cứu thế là vực thẳm đầy tội lỗi khủng khiếp của mình. Sau đó, tâm hồn bà lại sống dậy đau khổ thống hối, cay đắng khôn tả xiết. Trong sự biết ơn Đức Giêsu, khi khao khát dâng lên người lời cảm tạ như hương trầm vì mình đã được thứ tha, bà lại nhìn thấy người chịu đầy đau đớn và dằn vặt đang bị đưa đi sát tế. Trong nỗi buồn không tả nổi, bà hiểu rằng Đức Giêsu phải trải qua tất cả những điều này vì tội lỗi của bà, mà người đã gánh chịu để đền bù với máu của người. Ý nghĩ này càng khiến bà càng chìm đắm trong vực thẳm của sầu muộn thống hối. Linh hồn bà như trước đây tan biến trong biết ơn và tình yêu, trong đau khổ và cay đắng, trong than khóc và phiền muộn, vì bà đã thấy và cảm được sự vô ơn, tội ác lớn lao của dân tộc người khi đưa đấng cứu độ của chính họ đến cái chết nhục nhã trên thập giá. Tất cả những điều này biểu lộ qua toàn thể dáng điệu, lời lẽ và cử chỉ của bà. Ông Gioan cũng đau khổ không kém, nhưng nhờ tâm hồn trong trắng nên ông được bình an hơn phần nào. Chương 21. Philato và vợ ông. Khi Đức Giêsu bị điều sang dinh Ê-rô-đê và khi người bị nhạo báng tại tòa này, tôi thấy Philato đến tìm vợ ông là bà Clodia Procla. Hai người gặp nhau tại nhà mát trong khu vườn đằng sau dinh Philato. Bà run rẩy và xúc động. Bà là một phụ nữ cao ráo, thanh nhã, tuy hơi xanh xao. Bà đội khăn duyên dáng, rủ xuống sau lưng, nhưng không che hết mái tóc, cuốn gọn trên đầu và được tô điểm bằng vài đồ trang sức. Bà đeo bông tai và chuỗi ngọc và chiếc áo thẳng nếp có nút thắt ở ngực. Bà nói chuyện lâu với Philato và yêu cầu ông đừng xúc phạm đến Đức Giêsu, vị ngôn sứ, đấng thánh của các thánh. Và sau đó bà kể lại một số điều trong giấc mơ hay thị kiến về Đức Giêsu mà bà được thấy trong đêm hôm trước. Tôi nhớ bà có được linh kiến việc thiên thần truyền tin cho Đức Maria, việc Đức Kitô giáng sinh, sự sùng bái của một đồng và ba vua, các tiên đoán của ông Simeon và bà Anna, cuộc trốn tránh sang Ai Cập, việc thảm sát các anh hài, sự cám dỗ trong sa mạc và các cảnh tượng khác
trong cuộc đời cực thánh của Đức Giêsu. Bà luôn trông thấy người có ánh sáng bao quanh, trong khi cái độc ác và xấu xa của kẻ thù người thì xuất hiện dưới những hình thù khủng khiếp nhất. Bà nhìn thấy sự thánh thiện và khổ não của mẹ người và những đau khổ không cùng của người dưới các biểu hiệu của tình yêu và kiên trì bất biến. Bà đau khổ và buồn sầu không thể tả vì các thị kiến này. Vì ngoài tính cách bất thường, chúng còn gây cho bà một ấn tượng rất đáng thương và không thể xóa bỏ. Tỷ như việc thảm sát các anh hài và lời tuyên đoán của ông Simeon trong đền thờ, bà trông thấy như đang xảy ra ngay kế cận nhà bà. Khi sáng hôm sau, hoảng hốt vì tiếng la hét ồn ào của đám người đê tiện, bà nhìn về diễn đàn và nhận ra Đức Chúa là đấng mà bà đã nhìn thấy trong thị kiến đêm hôm qua. Bà trông thấy người giờ đây là đối tượng của mọi loại sỉ nhục và hành hạ, trong khi người bị kẻ thù dẫn ngang qua diễn đàn đến dinh Ê-rô-đê. Trong khổ não khủng khiếp, bà lập tức sai người đến với Phi-la-tô và bà đã kể lại cho ông các thị kiến trong giấc mơ với đầy đủ chi tiết mà bà có thể hiểu được. Bà khẩn khoản nài xin và bám lấy Phi-la-tô trong dáng điệu thống thiết nhất. Phi-la-tô rất đỗi ngạc nhiên và bối rối về những điều bà kể. Ông so sánh điều đó với những gì được nghe về Đức Giêsu, với sự thịnh nộ của người Do Thái, với sự im lặng của Đức Giêsu và với các câu trả lời tuyệt diệu của người cho tất cả câu hỏi ông đặt ra. Ông thấy bức xúc khó chịu, nhưng không lâu ông nhượng bộ các yêu cầu của vợ và nói: "Tôi đã tuyên bố là tôi không tìm thấy tội gì nơi ông Giêsu. Tôi sẽ không kết án ông ta, vì tôi biết người Do Thái hoàn toàn độc ác." Ông nói nhiều về thái độ chịu đựng của Đức Giêsu đối với chính ông và đã trấn an sự lo sợ của vợ, ngay cả hứa với bà là ông sẽ không kết án người. "Tôi không nhớ vật trang sức nào hoặc chiếc nhẫn hay một dấu ấn nào Phi-la-tô đã đưa cho bà để làm tin cho lời hứa." Trong sự thông cảm này, hai người chia tay. Tôi thấy Phi-la-tô là một người gàn dở, tham lam, kiêu căng và do dự, đầy bủn xỉn trong cách cư xử của ông. Để đạt được các mục đích riêng tư, ông không ngần ngại sử dụng những hành vi đê tiện nhất, vì ông không kính sợ Thiên Chúa. Và đồng thời khi gặp khó khăn, ông mê tín, chạy đến các tà thần thấp hèn nhất và thường dựa vào bói toán. Vì vậy, lúc đó ông ta vội vã chạy đến các tượng thần của ông để trong một căn nhà hẻo lánh và thắp nhang khấn vái, cầu xin đủ mọi dấu lạ. Sau đó, ông quan sát đàn gà linh ăn uống và Satan rỉ tai ông lúc thế này lúc thế nọ. Có lúc ông nghĩ Đức Giêsu phải được phóng thích vì Ngài vô tội, nhưng ông lại sợ các tà thần của ông trừng phạt nếu ông cứu mạng sống của Đức Giêsu, là người đã có ảnh hưởng đặc biệt đối với ông, đến độ ông tin rằng người là một loại á thần và Đức Giêsu có thể làm hại cả các tà thần của ông. Ông nghĩ có lẽ hắn thực sự là một ông thần của người Do Thái. Đã có nhiều ngôn sứ đề cập đến một vị vua của người Do Thái và ông ta sẽ thắng tất cả. Các vị vua từ phương Đông đã đến đây để tìm một vị vua như vậy trong quốc gia này. Có thể ông ta sẽ đưa mình lên cao hơn thần thánh và hoàng đế của ta. Và như thế thì mình sẽ phải trả lời thế nào nếu ông ta không chết? Có lẽ nếu ông ta chết thì sẽ là một chiến thắng cho các thần thánh của ta. Sau đó, ông nhớ lại các giấc mơ lạ lùng của vợ ông, là người chưa bao giờ thấy Đức Giêsu, và hồi tưởng lại chuyện đến khiến
ông nghiêng về việc phóng thích Đức Giêsu, trong khi ông vẫn rất do dự. Bây giờ dường như ông quyết tâm phóng thích người. Ông muốn mình cũng là một người công chính, nhưng ông không đạt được ý định này vì một lý do cũng giống như lý do khiến ông đã không chờ đợi câu trả lời từ Đức Giêsu cho câu hỏi của ông: sự thật là gì? Chương 22. Đức Giêsu trước mặt Ê-rô-đê. Trên diễn đàn và trong các đường phố nơi Đức Giêsu bị dẫn đến dinh Ê-rô-đê, dân chúng càng lúc càng tụ về đông đảo. Họ là cư dân từ các vùng kế cận và từ khắp nước đến dự lễ. Những người Pha-ri-siêu thường nghịch trong vùng đã có mặt với tay chân bộ hạ của họ để kích động đám đê tiện chống đối Đức Giêsu. Trước chòi canh gần dinh Phi-la-tô, binh lính Roma đổ về rất đông, và tại nhiều tụ điểm quan trọng trong thành phố cũng có mặt họ. Dinh Ê-rô-đê nằm trong khu phố mới phía bắc của diễn đàn, không xa dinh Phi-la-tô bao nhiêu. Một toán lính từ miền đất nằm giữa nước Thụy Điển và nước Ý cũng có mặt trong đám rước. Các kẻ thù của Đức Giêsu vô cùng tức giận khi phải đi tới đi lui, và chúng không ngừng nhục mạ người và thúc giục các lý hình lôi người hết bên này đến bên kia.